Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Mình đi bắt cá lên, mình nấu lẩu. Cá đại tượng này mà hôm bữa mình giăng lưới nó vô dính á, còn nhỏ, giờ mình thả mình nuôi đây. Bây giờ không biết còn không. Bữa có cá chê bự lắm đó, nó bị chui ra, mấy con chuột đó, cắn lưới. Cá chê ra mất tiêu. Ốc bù ốc đắng ấy, ốc bù với ốc lát cũng nhiều không bị ra chứ, chuột nó cắn nó xé lưới. Cái đó trống luôn chưa trên đầu á. Ừ, cây đó một. Không cổ quần ra đâu, ướt quần đâu. Nó còn góc bên đó nhưng có cột thì ừ. Nãy kêu cho muốn cổ quần ra đâu, ướt rồi không chịu. Đâu ướt rồi. Ê, coi chú ba bắt cá rồi có rồi. Ừ, gỡ không vậy luôn đi. Ừ, gỡ lên dẹp luôn đi. Thu vịt cá mình chắc mấy tấn à. Nó gạo cười nè. Nó gạo cười chú ba nè. Cái gạo rồi xuống bắt cá nữa nè. Cái gạo rồi xuống bắt cá nữa nè. Chào cô chú anh chị các bạn nha. Ở đây ba Chung dở cá lên. Đang mình nấu lẩu. Lẩu cá. Lẩu cá canh chua. Canh chua nha, mình muốn rau thì mình đang. Lẩu cá canh chua nữa. Lẩu mà lẩu chua. Ờ, cái gạo nè, cái gạo rồi. Cắt cái miếng lưới luôn cho trên nè, thấy không? Ừ, cắt luôn đi. Xong. Ê, chừng vuốt ra nè. Quá, quá trời cá rồi, chung kéo luôn, không nổi luôn. Cá nè, cá rồi ốc nữa, thu hoạch. Dính này nữa. Bây giờ anh hai giặt kia bắt cá. Cá đâu cũng thấy. Giờ ốc quá trời luôn. Giờ ốc quá trời. Giờ cái thùng nữa. Cái sặc luôn. Ốc chết chưa, quá trời ốc luôn nè. Ừ. Ốc nhiều. Bởi ốc cũng khó nuôi ha. Đó. Này anh dở nắp son ra đi nè. Mạnh quá, nó mạnh như lắm. Đó. Nam Hy kìa, bắt hụ quá Nam Hy. Thêm cái gỗ nữa không? Cá bự dữ vậy hả? Ê, văng cái gạo. Ừ. Nó vậy cái văng sình cho mặt quá. Ồ, thấy cá không? Gạo ơi, gạo nè. Ừ. Gạo chậu bà có chú nè. Gạo bà có chú đây. Ừ. Go. Còn không ai? Cái dèo cái gì cũng có hết trơn á. Cá gì cũng có hết trơn. Cá gô cũng con, cá sặc cũng con. Còn cá nữa đó. Cái chơi bỏ nó lẩu luôn luôn rồi.
chơi phóng ra rồi. Hình giò đó. Hình giò. Không có đâu rồi. Không có một con nữa chuối rồi. Nói chung xịt rửa con cá từ từ mình chăng thôi được nhiêu ký. Mang ốc á mà không chết là nhiều lắm luôn, con mua bự không. Chứ rửa là con nói con cá này 2 kg. Ơi ơi ký 6, ngay chóc luôn. Ký 6. Ký 6. Ký 6 mà. Trời ơi, nó ký 6 là ngay chóc. Em nó ký 7. Siêu được 2 kg rồi. Ừ. Ôi. Đây là 1 ký 6. Chứ còn không tới 1 ký, giờ nó bự. Ừ, nó bự rồi. Ăn rau không à? Thấy rau muống. Ăn 2 con cá luôn. Cái gô gặt luôn, cái đồng gặt đó mà. Phải ốc mà nó không chết là nhóc rồi. Quá trời ốc luôn. Chứ bị chết luôn. Ví dụ từ nuôi á, chết nhóc đó hột bịch luôn đó, hôm qua mò đó. Cái này mình nó ăn rau thịt mấy này ngon rồi, không có thức ăn thịt nó dai. Hồi đó mà chưa có cái đập đó, cá vô nhiều nhúc mày, nhúc nhúc chồng này mà nó ốm. Ừ, nhúc là có không có bạn ở nhà chồng đó. Chồng ở nhà nó ốm mà nó thơm á. Cái nó mập mà nó không ngon. Không thơm. Hết hết giấy nhúm lửa lửa bắt đầu lẩu lên. Này trà tre dễ cháy nè. Ừ. Lửa hay thôi. Ừ, giống hay lắm. Mình nấu lẩu này mình xào xào cá nó thơm lắm, xả rồi vô. Cà chua với khóm. Cho nước
cái hết luôn nè, cái hết nè, thêm nước lọc nữa nè, thêm nước dừa mút luôn. Con cắt vài trái đi, mẹ nấu riêng cho Trang biết. Dầm cho me vô hồ cho nó nóng luôn, mình dầm ra. Dầm cho xả cộng như nó cho nó thơm. Mẹ rồi. Đây. Nhìn mẹ. Con chua là ớt nhìn mẹ. Nhạo như nào luôn. Trời chín mưa hì hì gầm. Mưa này là ăn lẩu mới đúng rồi. Không biết mưa không à. Cái lỗ này. Chừa 4 miếng này nấu riêng cho cha con. Tỏi cái gô kho khóm không? Cái gô kho khóm. Kho khóm nó thơm đó con. Ừ. Kho thơm nó còn thơm hơn. Kho chết thơm. Cái thơm nó không bằng cái khóm. Kho nó chín rồi thì mình cho hành vô, hành lá với củ hành tây vô nữa cho nó thơm. Mình múc nước lẩu nha, ăn thôi, nó bụng rồi. Múc cái đầu, con cá nè. Mình múc ra đây ngồi nấu cho nó sôi nóng lên, cái mình để cái dĩa. Cá kho ra, cá rô kho khóm. Cái nhà ăn cơm gì đặt mình nha.
Má Hăng vừa tới. Mời cô chú anh chị lại ăn cơm với gia đình của chung nha. Má Hằng hay ta. Vừa đúng lúc. Hai mới rồi. Cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với tình của Hai Sướng nha. Chuyện nó cạp á nha. Dẻ cá cho bé Mỹ. Rau này nó xèo xèo là mình ăn được nó giòn. Cá mới bắt đó mày, bắt chứ xong á. À gà hồi nãy mua hả? Trời ơi gà có việc hồi nãy hay thích gà đó đây hả? Gà gấp bằng được hết rồi. Dạ, ăn đi, ăn đi. Mới đưa gì? Bé gạo nó mới ngủ. Vô, đứng dậy coi. Quá ngon. Mình xịt vô đi, mà kéo vô. Sôi. Ăn cho mẹ ăn giá luôn đi. Giá hả? Miếng cà chua nữa. Miếng cà chua luôn hả? Ừ. Cái
Ôi Mỹ ăn cá nhân Mỹ. Cá này nó chỉ nó như tí mấy. Không, nó 1 kg 6. Rồi, rau lại xèo xuống lại ăn được thế nào. Mày uống được vậy? Xuống xin kết thúc nha cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.